Thế đi thôi, cứ đi giáp vào. Vâng. Nhà đang đã sẵn bẩn chưa thấy. Đây là bếp. Dạ. Thế nó chưa được hai đâu. Vâng. Bóng nó để cho này đi. Vâng. Có phải bóng không? Chắc là dưới đây đâu thì ra. Thế còn bóng không? Nhà có mấy người? Đúng kiểu thiết kế ngày xưa. Cháu ngồi trên tầng trên một tí nhé, mày nhé. Úi giời ơi. Mưa nó hắt cái tủ.